Chồng em đi nước ngoài đấy ạ. Vâng. Đi 5 năm thì em ở nhà chỉ có 5 năm chung như gì thì mới về thôi. Vâng. Và năm sang năm thứ tư đầu tiên ấy thì em có lên mạng kiểu như là chơi đùa thôi. Vâng. Chơi đùa với một người thì cũng phải chỉ chơi đùa chứ không phải là có thân tình cảm gì cả, chỉ là anh em lên mạng chơi đùa thôi. Vâng. Thế nhưng mà khi em chơi nha thì có chơi nha là mới tôi chỉ về vào nhận ra là anh trai và em gái. Thế nhưng mà khi hôm nay nó cứ bảo là thôi anh trai em gái anh mời em và anh mời em đi uống nước được không. Thế mới rồi em từ chối mới xong mời nhiều quá thì em cũng lẻ em đi. Em mưa thì hôm đấy thì với các cũng bật cũng ra cái quán để uống ngủ uống nước thì ý với em là chỉ đứng nhìn từ xa xem mặt như thế nào thôi chứ em không ý định là gặp nó. Thế nhưng mà đến khi mà đến đây thì đến giờ thì em đứng đến hơi gần sau em rồi thì nó gọi điện thì em lại không nghe em lại nghe máy mình đứng xa nó rồi đâu nghe máy rồi đứng sau nó rồi thế thì tiếp tục phải đi ngồi uống nước. Uống nước đấy thì ngồi đây uống nước thì em bảo em ra mua cái gì nhớ nhưng mà không thật em đi cho uống cái thuốc gì xong nhưng uống thì uống xong cái thuốc mơ mà lại cho thế mà nói thẳng thì chị là đi theo và đóng tàu nhà nghỉ. Thế khi người từ đây về đây nó cắt hết điện thoại cắt hết tất cả Zalo Facebook em chặn hết những gì cả. Thế sau đó còn thấy là nếu mà không đi với nó thì nó báo gia đình nhà em. Vâng. Nó của gia đình nhà em thì nó cũng hơi gia đình bố mẹ để em và bố mẹ chồng em và chồng em thì em cũng sợ tôi sẽ mang tiếng kiểu như là không muốn gia đình em bị tan vỡ không. Vâng, tôi hiểu. Thì thật là em có đi theo nó 5 lần nữa thì em không đi nữa. Đúng là không đi nữa. Thì đúng là cách nhau 3 tháng rồi thì chồng em về thì em không bắt đầu quan hệ gì nữa. Chồng bạn bây giờ về nước rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và có biết chuyện về quá khứ của bạn với cả người bạn trai kia không ạ? Có chị ạ, bây giờ thì cái sim của em trước em dùng ấy. Vâng. Thì em lại chồng em lấy cái sim của chồng em dùng. Thì lúc 3 tháng, cách từ 3 tháng sau nó mới nhắn tin vào cái máy của chồng cái sim của cũ cho em ấy. Vâng. Thì chồng em phát hiện ra. Thế là về nhà thì vợ chồng em cũng dùng phải 2-3 tháng rồi đấy. Xong bắt đầu chồng em lại tha thứ chỗ em. Chồng em bây giờ thì lại lên mạng này kiểu như là trước con của đứa em gái cũng nhận ra em gái nhưng bây giờ thế này hai người lại yêu nhau rồi nên nhắn tin lên mạng suốt ngày. Em bây giờ có xin những thời tâm đầu rồi hôm qua đi khám người ta bảo em bị trầm cảm tư tưởng không biết là em muốn chương trình tư vấn giúp em phải làm cái nào để em giữ được hạnh phúc gia đình của em và em sửa chữa với em đấy. Vâng. Bạn cũng đang rất là buồn và có thể rơi vào trạng thái trầm cảm vì thứ nhất là chuyện quá khứ của mình cũng như là gần đây thì biết rằng chồng mình cũng có vẻ có cô bạn gái khác đúng không ạ? Vâng ạ. Chuyên gia tâm lý của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện với bạn và chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Anh chào em. Vâng ạ. Hai vợ chồng có con chưa? Em có 2 cháu rồi ạ. Hai cháu rồi. Hiện nay thì kinh tế của vợ chồng thế nào? Kinh tế chúng em cũng ổn ạ, xây nhà cửa 2 tầng rồi ạ. Ông xã có đi làm không hay là sau khi đi nước ngoài về là có cục tiền rồi thôi nghỉ? Chúng em về tất cả nhà làm bình thường thôi ạ. Cũng làm công việc ở nhà hả? Vâng. Cũng có thu nhập. Cũng không ở chung với ông bà. Xong bố mẹ em ở cùng một vườn thôi, bố mẹ em ở trên ạ, nhưng mà mẹ chồng em thông cảm cho em lắm, mẹ chồng em cũng khuyên em không được những người linh tinh ạ. Thật ra thì đấy, trước thì em rơi vào hoàn cảnh khó khăn là có chồng mà không có người chia sẻ, cuối cùng mình nói thật thì cũng rất cô đơn. Thế và khi cô đơn thì đôi lúc người ta cũng cần một người chỉ để tâm sự chia sẻ thôi, nhưng chuyện không may nó lại dẫn tới cái gặp một đối tượng mà nó lừa gạt. Em thì là cái người mà thật thà hiền lành nên không có lẽ ít đọc báo chí, không lên mạng để biết thấy rằng cái chuyện mà cứ kết bạn rồi kết nghĩa anh em xong đó rồi đi uống nước rồi đi nhà nghỉ sau đấy thì bị người ta quay clip rồi người ta chụp lại ảnh rồi người ta bắt buộc mình là một là cứ phải phục vụ người ta lâu dài, hai là bị tan nát gia đình nó quá nhiều. Ra em cảnh giác thì chuyện nó cũng không đến nỗi quá khó khăn như bây giờ. Tuy nhiên chuyện xảy ra rồi mình phải biết chấp nhận thế này. Tất nhiên bây giờ cái việc anh ấy đã bỏ qua cho mình, một mặt có thể là vì không muốn mất gia đình, một mặt thì cũng thông cảm là mình cô đơn và bị cái đối tượng kia nó ép buộc, một mặt thì cũng vì hai đứa con.
Tuy nhiên cái việc thông cảm, bỏ qua, tha thứ với cái việc mà không thể nào quên được và hận hận, tức là hai cái cảm xúc nó đi song song với nhau. Và có lẽ bây giờ ông ấy một chút gì đấy cảm thấy như là thiệt thòi. Trước đây mình đi làm vất vả mồ hôi, nước mắt với kiếm được đồng tiền, hy vọng ở nhà cô ấy tử tế chăm sóc gia đình và nuôi con thì cô lại đi như thế. Bây giờ mình có vẻ thiệt thòi, thành ra cái việc mà ông ấy cứ công khai gặp bồ gặp bịch với người này người khác hay chát chít nhận người nọ người kia làm em thì nó có hai nghĩa. Một là như kiểu thấy thiệt thì bây giờ bù, nhưng hai nữa đấy chính là hành em, một cái hình thức là bạo lực về tinh thần để cho mình phải đau đớn. Cô đã làm tôi khổ thế nào, tôi là một người đàn ông, cô đã cắm sừng tôi để mà như thế tôi đau lắm, bây giờ cô cũng phải trả giá như thế. Mà mình thì lại rơi vào một tình huống là há miệng mắc quai, đúng không? Là mình trong sáng đoan trang tử tế, mình không bị có một cái lỗi của quá khứ thì chắc chắn mình sẽ rất đơn giản yêu cầu anh phải sống đàng hoàng tử tế, có trách nhiệm thủy chung và vân vân. Nhưng lúc này mình không nói được, cái đấy mới là cái khổ. Cho nên là cái việc mà em cứ suy nghĩ nhiều nó cũng dẫn tới mà như là nói là trầm cảm thì đúng là cũng rất dễ hiểu thôi. Không làm ầm ý, không có mạt sát rằng anh sống không có trách nhiệm thế nọ kia, nhưng nói chuyện đàng hoàng đi. Em biết là trước đây em cũng có sai lầm, em có lỗi, và cái lỗi đó một phần cũng tại em nhưng một phần cũng do hoàn cảnh. Và em cũng nghĩ rằng là anh đã tha thứ bỏ qua, bây giờ vợ chồng cùng bảo nhau làm ăn kinh tế để cho con cái nó có điều kiện nó học hành tử tế. Nhưng mà hiện nay em thấy anh có làm điều nọ, anh có làm điều kia, hình như anh đang cố tình trả thù em, đang cố tình làm cho em phải đau đớn. Và làm như thế thì anh có vui không, có hạnh phúc không, có được gì không? Con ngày một lớn lên cái gì chứ, độ 7, 8, 9 tuổi là bắt đầu nó nhận ra rồi đấy. Bố biết mà cứ thế này thế khác rồi cuối cùng thì hỏng cả con rồi, tan nát gia đình. Cho nên là nhiều người bảo rằng là đi nước ngoài làm ăn nó kiếm được tiền về xây một cái nhà, nhưng mà để phá vỡ một gia đình, một tổ ấm thì hoàn toàn không xứng đáng. Anh thật sự bây giờ anh nói cho em biết đi, anh mong muốn điều gì để xem ông nói thế nào. Ông bảo ơi rồi ơi chỉ là vân vân thì cũng để mình lường trước, mình đánh giá trước cái tình hình, xem mức độ nó trầm trọng đến đâu. Anh khách quan thì anh đoán rằng là chắc lão cũng chỉ để một là trả thù, hai là cũng để cảm thấy thiệt thì bù lại thôi, chứ cái nguy cơ mà để bỏ vợ bỏ con thì nó không lớn. Bởi vì nếu anh ấy không đủ kiên trì hoặc là quyết định cách nó vội vàng thì chắc chia tay nhau ngay từ khi mà phát hiện ra cái việc em nó có chuyện kia của quá khứ, đúng không? Nhưng mà tất cả cái đó chắc là thời gian vật vã đau đớn ấy nó cũng qua rồi, và tính đi tính lại thì giữa cái được cái mất anh ấy vẫn duy trì cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân. Thì qua đấy mình cũng đánh giá rằng là anh ấy chẳng phải vì đi bỏ vợ bỏ con để mà đi gặp một cái cô nào để rồi mà bỏ vợ để đi lấy cái cô ấy đâu. Cho nên là cái khả năng mà để tan nát gia đình thì nó không lớn, nếu tan thì tan lâu rồi chứ không phải lúc này. Nhưng có điều rằng là cũng phải nói rõ ràng để cho anh ấy không làm cho mình đau. Đúng là thế này, có nhiều trường hợp các cụ cũng nói rằng là mắt không thấy thì tim không đau. Nếu như người vợ mà không biết, hoặc là người chồng biết tôn trọng người vợ mà gìn giữ không có thủy chung bồ bịch gì thì rất là tốt. Thế còn nếu giả sử có ăn vụng thì các cụ nói là ăn vụng phải biết chùi mép. Nhưng đây là anh cố tình lên mạng để cho em biết, tức là đang trả thù vặt đấy. Thế cho nên là em phải nói. Chứ còn thì mình cứ càng nhún nhường, mình nghĩ rằng mình đã có lỗi, mình nhún nhường thì rồi anh lại càng lấn tới, càng leo thang. Vâng, xin chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình cũng như là ra hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn nhé. Vâng, xin chào bạn. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia Tâm Lý học Linh Đoàn ạ.